cả các anh chị và các bạn, chào mừng tất cả các anh chị em và các bạn đã đến với kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thì hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người cái dòng sản phẩm, đó chính là bột thảo dược An Dược Sơn mọi người nhá. Thì ở trong những cái video trước thì mình đã review cho mọi người cái serum tái tạo da An Dược Sơn rất là hiệu quả rồi. Thì các anh chị và các bạn có thể kéo xuống phần mô tả của video này để xem kỹ hơn về review của cái serum này nhá. Thì hôm nay thì mình sẽ tập trung review cho mọi người cái bột thảo dược này. Đấy, nó là một cái sản phẩm mà chúng ta dùng kèm với serum, nó là bột rửa mặt nhá. Bởi vì các anh chị phải hiểu là khi mà chúng ta tái tạo da đấy thì không phải là chúng ta có thể sử dụng cái loại sữa rửa mặt nào chúng ta cũng có thể dùng được đâu, mà thậm chí là chúng ta không nên dùng sữa rửa mặt luôn. Cho nên là An Dược Sơn đã sản xuất ra cái bột thảo dược rửa mặt An Dược Sơn này để nó hỗ trợ cái quá trình tái tạo da nó nhanh hơn nữa mọi người nhé. Đấy, thì mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đó chính là số 0966 636 631, để khi mà mọi người cần hỗ trợ, cần mua hàng chính hãng hoặc cần thêm bất kỳ thông tin gì thì mọi người có thể gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với mình nhé. Thì đây chính là cái hộp mà bột thảo dược An Dược Sơn này, sản phẩm phân phối độc quyền bởi An Dược Sơn mọi người nhé. Bên này thì nó có ghi rõ công dụng này: thúc đẩy nhanh quá trình tái tạo da, ngăn ngừa lão hóa da, trắng da, ngăn ngừa vi khuẩn, mụn ẩn, cám, đầu đen, phục hồi da hư tổn, dưỡng trắng da sau liệu trình. Đấy, chúng ta có thể dùng thay thế sữa rửa mặt. Đó, bên này dung tích của nó là 100g mọi người nhé. Đây là mặt đáy của sản phẩm này. Đó, có in rõ số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng luôn. Đấy, bên này nữa mọi người ạ. Đó, phía trên đầu hộp nó cũng sẽ có một cái tem của An Dược Sơn luôn. Đó. Thì cái bột rửa mặt này nó có công dụng gì? Đấy, thì cái bột rửa mặt này nó sẽ giúp, công dụng đầu tiên nó là chính vì là nó được bào chế từ thảo dược thiên nhiên cho nên là nó không chứa hóa chất, kể cả những cái loại chất bảo quản mọi người nhé. Đấy, cái này người ta còn gọi là bột linh chi An Dược Sơn đấy mọi người. Thì nó sẽ là giải pháp thay thế cho các cái sữa rửa mặt mà nó có chứa xà phòng hóa chất, và cái sản phẩm này nó cực kỳ lành tính, không gây kích ứng da. Bột thảo dược An Dược Sơn nó sẽ làm giúp sạch sâu, đấy, dưỡng trắng và hỗ trợ mờ mụn rất là hiệu quả luôn mọi người nhé. Đấy, và như chúng ta đã biết là để mà có một cái làn da đẹp sạch mụn, việc đầu tiên là chúng ta phải rửa sạch mặt cái đã. Đấy, chính vì vậy mà cái sữa rửa sạch mặt nó rất là quan trọng. Đấy, và nếu như mà chúng ta đang trong cái quá trình tái tạo da với serum An Dược Sơn này thì chúng ta không thể sử dụng những cái sản phẩm mà nó có chứa những cái chất hóa học, tức là cái tạo bọt đấy mọi người ạ. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ không sử dụng được và nó sẽ rất là kén sữa rửa mặt mọi người nhé. Đấy, cho nên là chúng ta phải sử dụng những cái sản phẩm thảo dược thiên nhiên thì nó mới có hiệu quả. Đấy, thì nó sẽ giúp làm sạch sâu trong lỗ chân lông bị tắc nghẽn, lấy đi da chết, bã nhờn. Đấy, và độc tố bám trên da mà không bào mòn da. Nó sẽ giúp cung cấp độ ẩm, cân bằng dầu nhờn trên da, không làm khô da, giúp da căng mướt tự nhiên, không nhờ không chứa xà phòng tạo bọt. Nó sẽ giúp dưỡng trắng, hồng, mịn màng, xe khít lỗ chân lông, hỗ trợ giảm các cái loại mụn như là thâm, nám, tàn nhang, không bắt nắng và không bị lên mụn mọi người nhé. Nó sẽ ngăn ngừa lão hóa da, xóa bỏ nếp nhăn, trẻ hóa da. Đấy, nhờ được bổ sung nhiều dưỡng chất chống oxy hóa, thích hợp với mọi loại da, kể cả những cái làn da nhạy cảm. Đó chính là cái công dụng của cái bột rửa mặt An Dược Sơn này.